Trèo lên đỉnh cao của danh vọng, trèo lên đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đó là sự đố kỵ và sự ganh ghét và sự sợ phản bội của một người. Lùm xùm mấy ngày nay, cái chuyện mà các anh chị cũng thừa biết là trên Facebook và trên tất cả các bài báo đều nói về một ca sĩ trẻ tuổi và nổi tiếng rất là nhanh và có tài năng thật sự. Và anh ta làm cho một công ty. Và đây ấy thì cái công ty này đã đưa anh ta lên. Và khi đưa anh ta lên thì sợ anh ta nổi tiếng, sợ anh ta cũng như là bị những người thân, những người mà quen biết gọng gãi sẽ cốt anh ta đi mất. Ở đây là công ty đó, cái phần đó là người ta sợ về cái vấn đề đó là mất nguồn thu nhập khi mà người ta, cái thằng Jack này cộng tác cái chỗ khác. Cho nên thì cái vấn đề mà điện thoại cũng, bà này là bà mẹ nuôi, và bà cũng theo dõi từng tin nhắn, từng chi tiết để cho anh ta là không có thể giao lưu hoặc là nhờ cậy bất cứ một ai. Công ty mà còn mời anh ta 1 năm 3 tỷ, mời thằng Z 1 năm 3 tỷ để làm quảng cáo cho cái thương hiệu nào đó, nhưng cuối cùng bà này cũng chặn ngang và phải kêu mời hai thằng. Và cuối cùng thì cái vụ lùm xùm như thế này tôi cảm thấy rất là bực bội. Và khi mà thằng Z này là sự nổi tiếng, nếu mà xem cái chế độ nổi tiếng mà như thế này thì tất cả cái kinh doanh bất cứ gì cũng thuận lợi. Đó là quan hệ rất là rộng. Mà tin đồn là thằng Z thì còn chiếc xe trả góp, rồi nhà chỉ có đồ đạc đó, chứ còn tiền cát xê thì không có, chỉ ít ỏi thôi. Đó là sự bất công bằng cho những người nổi tiếng. Đã bất công bằng thì người ta phải tìm một con đường lối thoát cho riêng bản thân người khác, chứ đâu phụ thuộc. Một tiếng kêu bằng mẹ cũng là thiêng liêng đất trời. Nhưng người giúp ta một thời gian thì người ta sôi nổi lên thì sợ người ta phản bội. Ta nói cho đi đâu cần nhận lại. Cho đi mà muốn nhận lại thì người ta sẽ trả đủ số nhận lại để cho người cho đi. Làm như vậy kênh YouTube của Ikran mất gần 1 triệu, mất gần mấy triệu người đăng ký, phản kèo liền. Lực nhân quả nó trả liền, đâu lại kiếp sau. Cho nên cái phát anh Xét này tôi rất là thích em, tại vì em là một người trẻ tuổi, giọng gió của em rất là hay, giọng của em cực kỳ tôi thích. Như là hồng trần trên đôi cánh tay và đền trong cái sao tôi mở tôi nghe hoài. Và khi cái chế độ nổi tiếng của anh lên thì tôi rất là thích, nhưng mà anh bị bất công bằng như tôi cũng phải lên tôi nói. Anh mai mốt anh nhận ai là một người mẹ nuôi hay là một mẹ như thế nào thì anh phải suy xét hả, kêu một tiếng mẹ. Một tiếng mẹ thiêng liêng vô cùng. Bài học này là bài học kinh nghiệm đối với anh. Và anh an tâm số anh sẽ sau này những MV của anh sẽ có nhiều người ủng hộ anh rất là nhiều, cho nên anh an tâm phần đó. Thì sóng gió mà anh cũng viết cái bài sóng gió, anh cũng thể hiện rất là hay. Cho nên thì tôi chỉ nói bức xúc một phần là anh bị chơi hẹp hòi quá. Và trong cuộc sống này, nếu mà con đường mà hẹp hòi mà ta cứ cắm đầu để theo hoài một chữ nhân nghĩa mẹ nuôi, cha nuôi, thì cứ cắm đầu để sự nghiệp mình đi xuống, thì tôi nên bằng phải tìm một con đường lối thoát kia. Cho nên là bức xúc, cho nên tôi mới nói với tất cả anh chị như thế này. Cho nên thì cái công ty của bà mẹ nuôi này tôi khá là mệt. Và tôi sẵn sàng tôi nói và tôi không sợ. Bình thường tôi là tôi nói ăn nghe đến hẳn, tôi không có sợ. Nhưng mà bất công với người ta quá thì tôi phải nói. Các anh chị thích thì bấm kênh subscribe của Lâm Hiền Đức. Bye bye, hẹn gặp lại chương trình live stream của ngày mai.